mặc bao nhiêu áo xin đưa rằng quả pháo ăn vào thì chắc là dai không dai nhưng mà nổ điếc hai tay. Quả gì mà lăn lóc lóc xin đưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn xoa chân bao người cũng đã trên sân. Quả gì mà gai chi chít xin đưa rằng quả mít ăn vào thì chắc là đau không đau thơm lừng tận mấy hôm sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.